đón chào môn sinh đầu tiên. Xin chào quý vị khán giả của Đại Tiếng Lâm 2020. Con đang là Hồ Minh Mẫn, con đang là thiết kế đồ họa. Hôm nay thấy đậm đà hơn. Dạ con mập lên mấy ký. Mập lên mấy ký. Rồi ghét cổng cho Long Dương từ sáng tới giờ mỗi chân muốn chết luôn. Trời ước gì mà Long Dương cho mình nghỉ một tuần để mình đi du lịch thì sướng biết mấy nhở. Alo. Chúc mừng bạn đã trúng được một chuyến đi du lịch. Wow. Thế hả chị? Duyên dáng dễ thương, vô đi chứ còn gì nữa. Wow, xin chúc mừng em. Yeah. Vô. Okay. Yeah. Nhớ em thế này. Ông nhắm ông rung chữ thế được như tôi không? Bốn chào, bốn xin cởi tiêu. Con 22 tuổi, con đã tính tay chưa? Dạ sẵn sàng. Xong sau đó để cái gây lên, lấy nồi mắm đã sau tôi đổ vào, để lọc nước nó ra, chỉ lấy phần nước thôi. Bệnh nặng nó chuyển viện lên thành phố anh. Biết rồi, cái chuyện đó tôi đàm hàng ngày mà đi đâu? Thành phố. Rồi, mấy tiếng tới rồi. Rồi, ra xe liền nha, ra xe. Xe đem gửi anh tiền cà phê ha. Thôi, tôi làm từ thiện, lấy công làm từ thiện, cho tiền xăng thôi. Tiền xăng nhiêu vậy? 15 triệu. Câu chuyện thì được, nhưng mà diễn chưa được. Nó chưa có đủ thuyết phục để cho người ta phải cười đến mức độ là ồ, cái này vô liền. Nhưng mà chú vẫn yêu quý những người trẻ mà đi theo cải lương như con. Dạ xin cảm ơn. Đón xem tập 26, 21 giờ thứ Bảy ngày 12 tháng 9 năm 2020 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.